Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, người tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Tuổi Mão được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Quý Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 11 âm lịch này có suôn sẻ cho họ hay không? Các hung nạp vận chi tiết của tuổi Quý Mão sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết từ các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay chương trình ngày hôm nay. Quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cụ. Sùng ngọ, hình mão, hạnh mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với người tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch có nạp sát là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 11, tức ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang bên mình, vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11, tức ngày mùng 2 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 11 âm lịch. Quý âm thủy gặp Mậu dương thổ là chính quan, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông. Cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp. Trong tháng này, các gia chủ Quý Mão sẽ cần chú ý các ngày âm lịch 18 tháng 11, tức ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Dậu,
và ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Đinh Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy về sự nghiệp. Tháng 11 âm lịch không phải tháng may mắn về sự nghiệp với người tuổi Quý Mão. Thuận lợi chỉ là thoáng qua, sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những người làm kinh doanh, thị trường thật sự không tốt và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt vấn đề. Lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Bạn là người lãnh đạo, người đứng đầu đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng nảy mà làm mất hình. Đừng vì một phút nóng nảy mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy công ty làm việc hiệu quả hơn. Ở trong tình hình khó khăn thì bản mệnh cũng nên có những lời động viên, khen ngợi kịp thời với nhân viên của bạn. Họ là những người đồng hành cùng bạn cho đến ngày hôm nay. Tháng 11 âm lịch này không phải tháng tốt của bản mệnh, nên những gia chủ tuổi Quý Mão cần mang bên mình kim bài thái tuế, hộ thân, hóa giải những xui xẻo, thị phi, bùa vây, ảnh hưởng đến con đường công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc của gia chủ. Đồng thời, để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, người tuổi Quý Mão trong tháng 11 âm lịch này nên chi tiêu, tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Vốn là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Quý Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho chính bản thân. Chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công, tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để may mắn, thành công, tuổi Quý Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 11, Mậu Tý, thì tuổi Quý Mão nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Quý Mão hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình duyên, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trong tháng Mậu Tý không được tốt. Trong tháng 11, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con. Bạn sẽ phải mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Quý gia chủ nên thư giãn để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời, cần biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy sức khỏe của người tuổi Quý Mão khá ổn định.
Trong tháng, bản mệnh chỉ có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ tuổi Quý Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm phong thủy của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của người tuổi Quý Mão 1963 tháng 11 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.